áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everybody, cô xin chào tất cả các con và chào mừng tất cả các con đã trở lại với những bài học của chúng ta. Thì từ hôm đến giờ, cô đã giới thiệu cho chúng mình là chương starter, unit 1, unit 2, unit 3 cùng với cả là fluency term number 1 rồi đúng không nhở? Vậy đó là được gần một nửa cuốn sách English 2 Family and Friends của chúng mình rồi. Thời gian trôi thật là nhanh đúng không? Và ngày hôm nay thì cô xin phép được giới thiệu đến với chúng mình Unit 4, I go to school by bus. Tôi đến trường bằng xe buýt. Không biết là các con nghe cái tiêu đề này thì các con có tò mò xem là trong Unit 4 này thì chúng mình sẽ được học về những cái kiến thức gì không nhỉ? À có đúng không? Không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, thì bây giờ cô xin giới thiệu với chúng mình Lesson 1, Word, bài học số 1, từ vựng đầu tiên của Unit 4 ngày hôm nay nhé. Nào, đến với bài tập đầu tiên, chúng mình có Listen, Point and Repeat, nghe, chỉ và nhắc lại. Listening 56. Listen and point. Bus. Bike. Boat. Car. Truck. Motorbike. Vậy là chúng mình đã vừa hoàn thành lần nghe đầu tiên. Các con nhìn vào những từ này thì các con hẳn đã đoán được là ngày hôm nay chúng mình học về từ vựng về chủ đề gì rồi đúng không nhở? Đúng rồi, chúng mình đã được học những hôm nay chúng mình sẽ được học về những từ vựng liên quan đến là phương tiện giao thông. Thì các con có biết hết nghĩa tiếng Việt của tất cả những cái phương tiện cô đang để trên màn hình không? Cô nghĩ là rất nhiều bạn biết đúng không? Bởi vì đây đều là những cái phương tiện rất quen thuộc mà chúng mình được nhìn thấy là gần như hàng ngày ở trong cái cuộc sống của chúng mình. Nào, đến với từ đầu tiên là từ bus. Bus, đây là một loại phương tiện công cộng phổ biến nhất ở Việt Nam mình, là xe buýt, đúng rồi, xe buýt. Đến với từ thứ hai là từ bike. Bike nghĩa là gì các con nhỉ? Đúng rồi, bike là xe đạp đúng không? Và từ xe đạp thì thực ra là có một cái từ khác. Từ này thì cô sẽ cung cấp cho chúng mình là để tham khảo thôi nhá. Chúng mình có thể ghi lại hoặc không nào. Và từ hôm nay là bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. Bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. Được chưa nhỉ? Nào, và đến với từ thứ ba, chúng mình có từ boat. Boat, đây là một phương tiện mà chạy dưới nước. Thì nó sẽ là cái gì nhỉ? Thuyền đúng không? Con thuyền, boat. Tiếp theo đến với từ thứ tư, chúng mình có từ car. Cái này thì quen thuộc quá rồi, đúng không nhỉ? Car là là ô tô. Từ thứ năm là truck. Truck, từ này có thể sẽ hơi lạ một chút với chúng mình này, nhưng mà phương tiện này thì không hề lạ đâu nha. Phương tiện này cũng xuất hiện rất là nhiều trên đường phố Việt Nam mình. Đấy là xe tải các con ạ. Xe tải thì mình đọc tiếng Anh là truck nhá. Và đến với từ cuối cùng, motorbike. Motorbike, đây chính là cái phương tiện mà gọi là quốc dân nhất ở nước mình. Đúng rồi, là xe máy. Vậy là cô đã vừa giải nghĩa cho chúng ta 6 từ mới của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đến với lần nghe thứ hai để mình vừa nhận biết từ và mình vừa đọc theo nhé. Bike. Car. Truck. Motorbike.
Bus. Boat. Các con vừa được nghe đến lần nghe thứ hai của bài tập đầu tiên rồi. Và các con đã, có nghĩa là các con cũng đã nắm được hết những cái cách phát âm rồi đúng không? Và bây giờ mình hãy cùng nghe lại một lần nữa với thứ tự từ đầu đến cuối. Và mình nhớ là mình đọc theo băng giúp cô nha. Listen and repeat. Bus. Bike. Boat. Car. Truck. Motorbike. Và đấy là hoàn thành 3 lần nghe của bài học đầu tiên. Qua bài học đầu tiên này, cô đã giới thiệu cho chúng mình được 6 từ mới tất cả về những cái phương tiện giao thông. Bên cạnh đó là cách phát âm cũng như là nghĩa của chúng, đúng không nhở? Và không biết là các con đã kịp ghi cả tiếng Anh lẫn nghĩa tiếng Việt của những từ này vào vở chưa? Nếu mà chưa thì các con hãy dừng video lại một chút để mình có thể ghi lại hết những từ này vào vở nhé. Còn bây giờ, hãy cùng cô đến với cả bài tập số 2 của ngày hôm nay. Listen and chant. Nghe và hát theo. Listening 57. Listen and chant. Bus. 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 Bike. 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 Boat, boat, boat. Car, car, car. Truck, truck, truck. Motorbike. Motorbike, motorbike. Một bài hát rất là hay để cho chúng mình có cơ hội luyện tập đúng không nhở? Và không biết là ở nhà các con thì chúng mình sử dụng phương tiện gì nhiều nhất nhở? Hay là chúng mình có những phương tiện gì nhở? Nếu mà có thể thì cô rất là muốn được biết ở dưới phần comment, phần bình luận ở bên dưới. Còn đối với cả những từ ngày hôm nay thì thực ra là cô thấy nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các con hãy lưu ý một chút để mình không bị nhầm lẫn giữa hai từ bike và từ motorbike nhá. Mình hãy nhớ là motorbike, xe máy thì nó gọi có chữ motor là động cơ. Chữ motor này mình mà tách ra thì nó có nghĩa là động cơ. Vậy xe máy thì mình có thể hiểu là xe đạp mà có động cơ, đúng không? Bây giờ không biết là chúng mình có muốn nghe lại bài hát vừa rồi một lần nữa không nhở? Có đúng không? Để mình có thể là mình hát theo và mình nhớ hơn được nữa những cái cách phát âm của những cái từ này nhá. Vậy bây giờ thì cô cho mình hãy cùng nhau nghe lại bài hát vừa rồi một lần nữa. Và sau đấy thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển qua bài tập tiếp theo nha. Listening 57. Listen and chant. Bus. 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 Bike, bike, bike. Boat, boat, boat. Car, car, car. Truck, truck. Truck. Motorbike. Motorbike.
Motorbike. Và đấy là kết thúc xong lần nghe thứ hai của bài tập 2 của chúng mình rồi. Congratulations everybody, các con làm rất là giỏi. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đến với cả bài tập thứ 3 của ngày hôm nay. Point and say, stick, chỉ và nói, dán. Thì các con hãy quan sát tranh và sau đấy là quan sát những cái từ mà cô đã để bên cạnh này cho chúng mình. Và chúng mình xem là phương tiện nào sẽ đi với từ nào, có được không nhỉ? Thì trước hết là chúng mình cùng cô đọc lại một lượt tất cả những cái từ này nhé. Nào, đầu tiên mình có truck. Truck là cái xe tải. Đây mình đã được làm sẵn rồi đúng không? Truck là xe tải. Ở lần nghe thứ ba này thì cô sẽ chỉ nói nghĩa tiếng Việt của từ truck thôi. Và những cái từ còn lại thì cô sẽ chỉ đọc tiếng Anh. Và công việc của chúng mình sẽ phải nhớ xem là những cái từ tiếng Anh này nghĩa tiếng Việt là gì. Và mình gắn vào những cái ô trống cho phù hợp ở trong tranh nhé. Từ thứ hai mình có từ bus. Bus. Từ thứ ba, bike. Bike. Từ thứ tư, car. Car. Từ thứ năm, boat. Boat. Từ thứ sáu, motorbike. Motorbike. Và bây giờ chúng mình sẽ có một phút để chúng mình có thể là quan sát tranh và sau đấy là chúng mình gắn những cái từ phù hợp này vào từng ô trống nhé. Một phút của chúng mình bắt đầu. Chúng mình đã hoàn thành chưa nhở? Cô tin là chúng mình đều đã có đáp án riêng cho mình rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình hãy cùng cô làm bài lại xem là đáp án của cô cũng như là đáp án của chúng mình thì có giống nhau không nhá. Nào, như cô đã nói lúc nãy thì từ truck. Truck có nghĩa là xe tải. Thì mình đã được làm sẵn rồi đúng không? Mình đã được làm mẫu ở trong tranh rồi. Thì mình đến với từ tiếp theo là từ bus. Từ bus có nghĩa là gì các con nhỉ? Đúng rồi, từ bus có nghĩa là xe buýt. Vậy mình hãy quan sát vào đây cho cô xem là xe buýt nằm ở đâu nhỉ? Xe buýt là xe nào? Là xe này đúng không? Đây là xe buýt. Vậy thì mình sẽ điền từ bus vào ô trống bên trên xe buýt. Tiếp theo mình có từ bike. Bike là xe đạp. Vậy là xe đạp ở đâu các con nhỉ? Ở đây à? Hay ngoài này? Không được đúng không? Xe đạp thì chắc chắn là phải là đây hoặc đây. Và xe đạp thì có động cơ hay không có động cơ? Không đúng không? Vậy bike chính là ở đây. Tiếp theo mình có từ car. Car. Ô tô à? Ô tô của chúng mình nằm ở đâu nhỉ? Đây rồi. Một chiếc ô tô màu đỏ nằm ở đây. Tiếp theo mình đến với từ boat. Boat. Cô nghĩ đây sẽ là từ dễ nhất đúng không? Bởi vì đã là con thuyền thì nó sẽ phải ở dưới nước, đúng rồi.
Vậy thì bowls của chúng mình chính là ở đây nè. Vậy mình chỉ còn một ô trống đi cùng với cả một từ cuối cùng nữa thôi. Thì hẳn đây sẽ là motorbike. Motorbike, xe máy. Không biết là các con có làm giống với cô làm không nhỉ? À, nếu mà có thì cô xin chúc mừng tất cả chúng mình nhé. Và đây cũng là kết thúc xong bài học ngày hôm nay của chúng mình rồi. Cô rất là cảm ơn tất cả các con vì đã tham gia và chú ý lắng nghe. Thank you and wish to see you all again next time. Goodbye. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.